Vâng, xin chào bác nhé, chào anh em, chào mừng các quay trở lại kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay thì em tiếp tục về mẫu mic không dây bình dân sử dụng gia đình cho bác anh em đây. Đây là mẫu JBL KM-C6 các bác. Rất đẹp các bác. Đây, hình thức các bác nhìn đấy, màn hình cực kỳ sắc nét cho bác luôn đấy. Có hai cái mắt ở bên này, nó không phải mắt điều khiển đâu bác nhé. Nhiều anh em bảo là IR vậy, cái điều khiển của cái con mic không dây này đâu. Thì đây là hai cái mắt nữa, là hai mắt tần, khi mà các bác có thể dò tần số sóng lại với tay mic các bác. Đấy, chứ không phải là cái điều khiển nhá. Nhiều anh em thì đang quen với cái đó, con van nó có cái mắt IR này thì bảo nó là cái mắt nhận điều khiển để điều khiển của anh đâu. Đấy, có thể em này thì dâu niền nhá, dâu niền cho bác anh em luôn. Phát sóng cũng, tương đối bảo là san, những dòng sự kiện 4 dâu thì không mang được, nhưng mà với dòng này thì các bác anh em sử dụng gia đình hay là các bác để khoảng tầm 30-40 mét đi thoải mái thôi. Tay mic đẹp quá, tay mic là thân kim loại các bác nhá, chuôi kim loại, cầm rất đằng chắc tay, rất đầm tay luôn. Chuôi này là gọi là đuôi chuột đây đúng không? Đuôi chuột này bắt sóng nó sẽ xa một chút xíu. Quay cho bác anh em xem hình thức cả đầu thu và tay mic luôn. Đây, em test thử tiếng luôn cho anh em luôn nhá. Để anh em nghe thử đây, test cùng với vang cơ thôi nhá, chứ không phải test rồi với dòng vang cao cấp gì cả. Em test thử tiếng luôn. 12 2456 sóng quay linh. Em này bắt mic rất nhẹ nhàng quá. Các bác có thể để xa khoảng tầm từ 10 đến 15 phân em vẫn bắt tiếng mic rất là tốt. Tất nhiên thì em không khuyến khích là các bác anh em sẽ để xa như thế. Anh em để gần chút thì hát nó sẽ nhẹ nhàng êm ái hơn. Đấy. Dòng này bắt mic rất là tốt quá. Cái nút công tắc này bấm rất mềm này. Các bác bấm nhận rất là nhạy và anh em không sợ vì có tiếng nổ thì mà tắt hoặc mở tay mic. Đấy, em thử luôn cho bác anh em xem luôn. Hàng mới 100% luôn cho bác anh em. À, nguyên hộp nguyên thùng luôn. Tặng đầy đủ phụ kiện cho bác anh em từ chống năn hay là dây jack kết nối, dây 6 ly rồi nguồn đầy đủ cho anh em luôn. Có tai rời các bạn, em này có tai rời thì các bác có thể bắt tủ thoải mái luôn. Và anh em có nhu cầu về một mic không dây giá rẻ JBL KM-C6 thì các bác cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại bên em để đặt hàng các bác nhé. Và anh em đang xem video thì đừng quên ủng hộ cho mình này.